Chiều ngày 29 tháng 10, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân ngừng dẫn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước thông tin này, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xác nhận với Tuổi Trẻ Online sẽ ngừng làm bà Mai chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sau khoảng 2 năm dẫn cùng MC Quyền Linh. Hồng Vân cho biết chị ngừng chương trình này vì muốn tập trung thời gian hoàn thành phim truyền hình Giấc Mơ Của Mẹ 80 tập để kịp đầu năm sau sang Mỹ chăm sóc cháu ngoại, con gái và lo cho con trai làm phim tốt nghiệp ngành đạo diễn. Các dự án cá nhân của chị cũng bị dời lại. Diễn viên Ngọc Lan sẽ thay thế nghệ sĩ Hồng Vân tiếp tục đồng hành cùng MC Quyền Linh dẫn Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước đó, diễn viên Cát Tường, Nam Thư từng đảm nhận vai trò bà Mai trong chương trình này.